anh chị và các bạn. Chào các bạn đến với kênh ABC Làm của Lâm. Hôm nay thì Lâm xin chia sẻ về cái việc mà tưới nước cho lan như thế nào và những cái điều mà cần lưu ý khi mà chúng ta tưới nước cho lan. Nói chung thì lan nó cái việc tưới nước nó rất là quan trọng, nên chúng ta phải tưới nước làm sao cho nó, cũng nói chung là cho nó như thế nào thì nó sẽ tốt hơn cho cây lan, và những điều mà cần lưu ý khi mà chúng ta tưới nước ha. Các bạn nhớ là đăng ký kênh ABC Làm của Lâm để xem thêm nhiều video của Lâm. Bây giờ là Lâm sẽ vừa tưới nước cho lan vừa nói những cái điều mà Lâm cảm thấy mà cần chú ý để mà khi mình tưới nước cho lan. Rồi các bạn xem nha. Đây nè, đây là Lâm xài nước máy của nước lọc của nhà nước nha, nên Lâm định khoan cây nước nhưng mà chưa có khoan được. Đây, nước này nói chung là đừng có mạnh quá mà cũng đừng có yếu quá, nên chỉ vừa phải thôi. Nó vừa phải thôi, tại vì khi mà mình tưới nước á, nếu mà mạnh quá thì cây lan của nó hơi chặt nha các bạn. Đây, nếu mà mạnh quá khi mà mình tưới vô nó sẽ làm lung lay lúc lắc những cái cây lan của chúng ta, những cái cây lan mới mà chúng ta trồng mà chúng ta không có cố định lại á, thì nó nói chung là nó sẽ bị lắc, nó bị chạm những cái sợi rễ của nó sẽ không được tốt. Còn những cái đó khi mà mình tưới nước á, thì tưới làm sao cho nó đậm, đừng có tưới mà nó tưới xương qua, đừng tưới xương, tưới thiệt là đậm luôn, và tưới ướt hết toàn bộ thân lá của cái cây lan, toàn bộ luôn, để cho nó, nếu mà nó có những cái con côn trùng gây hại hay là những cái gì đó thì nó sẽ được rửa trôi đi hết, nó không có bám lại trên cây lan. Chúng ta đừng có tưới xương qua, thứ nhất là phải tưới cho đều, ướt đậm hết. Thì tùy theo cái vườn của mình, tùy theo cái vườn của mình là nó thoáng quá hay là nó hơi bị ẩm thấp thì chúng ta sẽ tưới nước như thế nào, và những ngày nắng quá thì chúng ta cũng phải tưới làm sao, tùy theo điều kiện mỗi vườn nha. Như Lâm ở đây thì Lâm một ngày thường Lâm tưới 2 lần, giấc sáng là khoảng 9 giờ 10 giờ thì Lâm sẽ tưới 1 lần đó. Tưới thì Lâm tưới ướt đậm hết nha, tưới thì Lâm tưới ướt đậm hết luôn, chứ không có tưới mà xương, tưới ướt hết toàn bộ thân lá, đừng có tưới xương nha. Tại vì khi tưới xương á thì có thể là nó sẽ gây cho cái cây là bị úng, bị thối á, bị thối nhũng á. Đây nè, đó, bị thối nhũng nha. Mình phải tưới ướt hết đều hết, tưới đều hết, tưới thật là nhiều, tưới đều. Nếu mà cái tùy theo vườn lớn nhỏ thì không thể nào mình nói là tưới lâu hay là mau được. Nhưng mà thì mình phải quan sát mình tưới làm sao cho cái vườn của mình á nó ướt đẫm hết. Nếu mà giấc trưa, những ngày mà những tháng như tháng hạn đây nè, ở dưới miền Tây là tháng hạn nè, nó rất là nóng, thì chúng ta có thể tưới thêm buổi trưa nữa. Nhưng mà mình phải tưới như thế nào, tưới cho nó đẫm luôn, tưới thiệt là đẫm, nói chung là rất là đẫm. Tại vì người ta nói trồng cái gì cũng vậy, nhất nước nhì phân mà. Nếu mà nguồn nước của các bạn tốt á thì nó, cái cây của chúng ta nó sẽ rất là tốt. Các bạn có thể quên phân hay là quên thuốc gì đó, 1 ngày 2 ngày thậm chí là 1 tuần không xịt phân, không xịt thuốc cũng không sao hết, nhưng mà cây lan của bạn chỉ cần thiếu nước 1 ngày 2 ngày thiếu nước thôi là cái cây nó nhìn sẽ xuống liền, cái cây nhìn nó sẽ xuống liền. Đây đó, tại vì ở đây á, là Lâm trồng bằng vỏ thông, nên mà cái khi mà tưới nước á, khoảng 1 tiếng đồng hồ 2 tiếng đồng hồ sau á, là nó sẽ ráo hết nước rồi, nó không có bị động lại. Với lại Lâm trồng ở phía dưới là Lâm lót một lớp mút nữa, nên nó không có bị động lại nước phía dưới, nên là nó rất là thoáng nha, nó rất là thoáng. Trồng lan thì nó phải thoáng, bộ rễ nó phải được thoáng thì nó mới tốt được, chứ chúng ta trồng mà nó ẩm thấp quá thì nó không có tốt lắm. Đó, thứ đều thật là đều đẫm hết luôn. Nguồn nước thì nó rất là quan trọng, ở những nơi mà có cái nguồn nước mà tốt như cái vùng Sa Đéc hay là Đồng Tháp gì đó, An Giang gì đó, ở những nơi đó có nguồn nước tốt quá, thì các bạn thấy người ta trồng, nói chung là trồng cây hoa màu thì nó rất là ok, nó không có, nói chung là nó rất là tốt. Còn cái vùng nước của Lâm ở đây thì nó là nước phèn mặn, nên là nhờ đây là cái nước máy này là nó khoan tới cái độ sâu mà ngay cái mạch nước ngọt á, thì chúng ta sẽ đỡ hơn, nó không có được
cây nó không có được tốt, không có được mướt như những cái vùng mà nơi mà nước mà nó tốt sẵn á. Đó. Đây. Chúng ta phải tưới thật ướt thật đều nha. Có một số bạn này họ hỏi Lâm là tưới cây như thế nào, đây là cái cách mà Lâm tưới cây hàng ngày đây, chẳng có gì hết. Bạn nào có điều kiện thì lắp hệ thống tưới tự động cũng được, nói chung là lắp hệ thống tưới tự động thì nó sẽ ok hơn, tại vì mình có thể thì mình đi đâu thì nó cũng, mình chỉ cần lắp móc điện thoại lên thôi là nó có thể là, chỉ cần điều khiển từ xa là nó có thể tưới nước được. Còn nếu mà mình tưới bằng tay như thế này thì nói chung là đi đâu thì nó cũng hơi lo. Đi đâu không có lo gì chứ lo cái việc mà lan không ai tưới nước. Đó. Tưới thật là đẫm nha. Tưới thật là đẫm luôn. Đây tưới thoải mái. Đừng có quá mạnh nha, cái nước tưới đừng có quá mạnh nha. Khi mà mạnh quá, khi mà mình tưới vô cái cây á, thì nói chung là khi mà mạnh quá có thể là nó làm dập những cái phần lá non nó mới ra, thì từ đó nó dẫn đến hư cái cây của chúng ta. Đó. Cố gắng bán làm sao cho cái tia nước nó nhỏ thôi để cho nó ướt đều hết cái cây của mình. Đó. Tưới lâu. Rồi cái, nếu mà các bạn nào mà cái chỗ mà cái nguồn nước nó không được tốt lắm á, thì ở video sau thì Lâm sẽ làm một cái chia sẻ là làm một cái dụng cụ lọc nước cho các bạn. Rồi còn nếu mà các bạn mà ở thành phố á, nếu mà các bạn ở thành phố mà các bạn tưới nước á, tại thường nước ở thành phố thì người ta sẽ xài clo rất là nhiều, xài clo để người ta diệt khuẩn á rất là nhiều. Để còn nước ở đó, nếu mà cái nguồn nước như vậy á thì chúng ta phải mở để đó cho nó qua đêm, mở bỏ qua đêm rồi chúng ta mới tưới được. Đó, nói chung ở đây thì người ta cũng xài clo nhưng mà rất ít, lâu lâu thì nó mới có một lần thôi, lâu lâu mới có một lần nên là cũng không có đáng kể lắm. Nhưng mà nếu mà các bạn nào ở thành phố á, thì nó người ta xài clo để mà người ta diệt khuẩn á, rồi xử lý nước rất là nhiều, thì các bạn phải mở ra để đó qua đêm rồi chúng ta phải tưới cho cây lan của mình. Đó. Người ta nói nhất nước nhì phân mà, tam cần tứ giống, nhưng bởi vậy cái nguồn nước nó rất là quan trọng. Tại vì những cái người chơi lan mà Lâm biết á, thì người ta cũng nói là như vậy, cái nguồn nước mà tốt á, thì trồng cây lan nó sẽ rất là mập, rất là khỏe. Không có thể là, có thể nói là không cần được dùng đến phân đó. Nhưng mà không cần dùng đến phân thì nó cũng hơi quá, nhưng mà tại vì cái đó là người ta nói cái tầm quan trọng của cái nguồn nước của mình. Đó, chỉ cần nguồn nước tốt thôi. Nguồn nước tốt thì chúng ta sẽ đỡ rất là nhiều, đỡ công chăm sóc rất là nhiều. Đó, các bạn thấy không? Mình phải tới ướt hết, đậm hết. Đó, đây là cách làm tưới nước nè. Đó. Chỉ vậy thôi. Sau này thì Lâm mới khoan khoảng chắc cả vài bữa nữa Lâm sẽ khoan cái giếng khoan, rồi mới làm cái hệ thống lọc nước lớn hơn tí để mà mình tưới cho mấy cây kiểng của Lâm luôn. Lâm thì vừa chơi vừa bán nên là phải khoan cái giếng nước để mà tiết kiệm tiền. Cái tiền nước nó cũng là cái gì chứ cũng nhiều lắm nha, ít chứ cũng nhiều lắm à. Đó. Đây nè, Lâm còn để nhóc dưới đất hết trơn, làm cái vàng mới rồi mà chưa có rảnh nữa mà máng nó lên nữa. Nó còn để nhóc dưới đất hết. Lan mà để dưới đất như vậy thì nó không có tốt, nhưng mà tại vì mình là chưa có điều kiện để mình ấy thì mình phải để như vậy thôi. Bây giờ Lâm mới làm cái vàng mới xong rồi thì Lâm có làm cái video về cái việc mà làm vàng lan đó, những điều cần lưu ý á, thì các bạn có thể nhấp vào đó xem nha. Xem làm vàng lan thì mình phải cần lưu ý những cái điều gì. Lâm có để phần link trong cái phần mô tả đó, các bạn ấy thì các bạn có thể nhấp vào xem. Rồi các bạn nhớ đăng ký kênh của Lâm nha, để mà xem thêm nhiều video của Lâm nữa. Lâm thì xin làm được cái gì, thấy phát hiện được cái gì thì chia sẻ với mọi người.
để chúng ta thì cùng nhau phát triển, chứ không có cái gì để mà giấu giếm hết, không có gì để mà giấu giếm hết trơn á. Bây giờ phải chia sẻ cho mọi người cùng biết, đừng nên biết cái gì đó rồi giấu giếm một mình. Đừng có nên như vậy, đừng có nên là biết cái chiêu gì đó rồi mình giấu giếm lại xài ơn mình, giống như là bí quyết hay là này nọ gì đó, đâu cần đâu. Mình không làm thì người khác cũng làm thôi, nó như vậy á. Mình không làm thì người khác cũng làm, thì mình giờ mình chia sẻ cho mọi người đi, mọi người cùng làm đi, mọi người cùng tốt thì nó sẽ hay hơn. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Hôm nay thì chỉ muốn chia sẻ cái việc tưới nước của Lâm hàng ngày thôi. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều, nhớ đăng ký kênh ủng hộ Lâm nha. Chào tạm biệt các bạn.